biết rồi, đi chiều anh nó sẽ vào chủ yếu là thực hành. Em lúc ở trên này nó đã nhiều động như này, không gian nó tâm nó nằm như này, mọi người nó phải có một cái điểm nhấn gì đấy cùng tâm với cái này để nó tạo ra sự cân bằng của mình. Ở đó có một nơi, một nhà hàng thì như các bạn một cái không gian của núi rừng vùng cao núi rừng Tây Bắc. Academy 한국에서 나온 학원